Quảng Nam tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm cano ngoài cửa biển Cửa Đại. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung quân số xử lý các kẻ săn bán nhỏ giọt. Nhóm bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh sửa xe miễn phí cho các sinh viên sau thời gian dài nghỉ học.